Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Bằng cả tâm huyết của mình, đội ngũ phát triển Kingsoft và VNG Game sẽ hồi sinh những ký ức khó quên của các game thủ thế hệ 8X, 9X đời đầu, đặc biệt là những ai đam mê kiếm thế thông qua dự án game mobile Kiếm Thế Origin. Điều này được thể hiện rõ không chỉ ở khía cạnh đồ họa 2D sắc nét, tái hiện y nguyên bản PC, mà cả tới lối chơi nhập vai cày cuốc kinh điển của Kiếm Thế cũng được giữ nguyên. Từ những khung cảnh bản đồ NPC cho đến cả phần tạo hình các môn phái, chiêu thức, thú cưỡi, trang bị đều tỏ ra quen thuộc với những tín đồ từ một thời ăn ngủ cùng Kiếm Thế khi xưa. Theo đó, Kiếm Thế Origin được đánh giá là phiên bản cải tiến cầm tay hoàn hảo con vua dòng game kiếm hiệp cho người dùng di động. Trò chơi kế thừa những tinh hoa của dòng game kiếm hiệp tình duyên đi trước của Kingsoft, từ đó mang lại trải nghiệm mượt mà trên smartphone, sở hữu gameplay hấp dẫn hơn bội phần. Được biết, hiện tại game đang mở báo danh Alpha Test lần 1 dành cho anh em game thủ quan tâm muốn trải nghiệm sớm tựa game này từ ngày 14 đến ngày 26 tháng 12 năm 2022. Ngoài ra, các bạn cũng cần lưu ý rằng phiên bản Alpha Test lần 1 này mới chỉ áp dụng cho hệ điều hành Android và không mở hệ thống nạp. Sau khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm nêu trên, mọi dữ liệu về nhân vật, đồ đạc sẽ bị xóa để bước vào giai đoạn Alpha Test lần 2 tiếp theo. Tất nhiên, các tài khoản tham gia trong đợt thử nghiệm sẽ nhận được rất nhiều phần quà và ưu đãi hấp dẫn khi sản phẩm ra mắt chính thức vào quý 1 năm 2023. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi? Chỉ ngày đi.